Thưa các bác, em vừa hoàn thiện hai con kích cá điện tử IRBT chuẩn bị ship cho hai anh em khách hàng. Đó. Con này là con 24 feet này, chạy máy nắp E65 này. Con này là con 16 feet chạy máy nắp E55 này. Đấy, con này là con của anh Cường ở An Lão Hải Phòng. Bác tên là Cường ở An Lão Hải Phòng. Bác này thì mấy năm trước đã lấy kích của em rồi, lấy một đôi rồi. Đấy, giờ là quay lại ủng hộ tiếp. Rất là cảm ơn bác đã tin tưởng em. Đó, con này là của anh Moon ở Sóc Trăng. 16 feet. Đấy. Đây là hai con đấy các bác nhé. Con máy này thì em làm công tắc, con chuyển nguồn nước cho bác vì chỗ bác thì là nó có lợ và có nước lợ và tí nước ngọt thì em sẽ làm công tắc cho bác. Thì con này của các bác mon này thì em cũng nắm được nguồn nước của bác rồi, em làm nguyên một bức áp cho bác ấy. Đấy, vì cũng không cần thiết hai bác, vì thực ra em đã cuốn hai cửa rồi nhưng mà cũng không cần thiết. Đó. Vì cái vùng Sóc Trăng thì em cũng bán khá nhiều cái con kích này rồi. Đấy, và cái mức áp này em đã nắm được rồi, thế nên là cứ một mức áp mà làm thôi. Đó. Đấy, máy thì có chiết áp vặn to nhỏ này và chiết áp chỉnh băm nhanh băm chậm. Nó có thế thôi, không có gì cả các bác ạ. Đó, thì bây giờ em sẽ test máy cho các bác coi nhá. Đấy, máy IRBT thì nó kéo bóng rất là nhiều. Đấy, và nó phù hợp với nhiều nguồn nước tạp chất và nó gần cửa biển. Đấy. Thế nên là nói chung là những cái dòng kích này anh em chờ em rất là lâu rồi. Thật sự là các bác suốt ngày các bác hỏi thì em không biết trả lời làm sao. Vì thực ra thì em muốn làm cẩn thận cho các bác thôi. Đấy. Vì cũng làm hết mình thôi, làm như kiểu con máy của mình luôn ý. Đó. Cũng không muốn là lỡ tay các bác nó hoảng hỏng hóc trục trặc mệt lắm các bác. Thật sự là vậy. Vì các anh em mình toàn ở xa, vì cái dòng điện tử nó thật các bác này nó rất là dở hơi cái chỗ là nó cấu hành rất là nhiều linh kiện, nó không như cơ. Đấy, như cơ thì nó thật với các bác là nó rất là đơn giản. Đây như con cơ này, bao nhiêu năm em bán cho ông khách này, ông gửi lại cho em này, bảo dưỡng này, thì thực ra nó thật các bác này, như con cơ này không biết bảo dưỡng như thế nào nữa, vì các bác đánh nước với lại ấy nó bẩn kinh khủng luôn này, này, đó. Đấy, thì bây giờ em sẽ tắt máy cho các bác coi nhá, em làm hết lòng hết mình với các bác rồi, thì anh em cố gắng về giữ gìn máy, đánh xong và anh em mình lưu ý là để máy nó nguội rồi cuối cùng là anh em cho vào túi bóng, anh em để gọn mà nhé, đừng để con nhện hay là cái mặt sắt cái gì đó rơi vào chân MOSFET nhé các bác nhé, vì điện tử rất là nhạy cảm những cái đấy. Còn em làm rất là cẩn thận cho các bác rồi, hết cỡ rồi đấy. Thì bây giờ em sẽ test máy cho các bác coi nhé. Thực ra test đi test lại nó cũng thế thôi, thì đăng em muốn đăng clip lên để cho nó clip cho các bác coi, anh em nào tham khảo mua được thì mua. Còn bên em là giá nó cũng không rẻ đâu, nó thật các bác là vậy, tiền nào được của đó thôi. Nhiều đơn vị người ta bán rẻ hơn mấy trăm thì em lúc nào bán đắt hơn mấy trăm đấy. Em nói thật. Còn anh em nào mua thì mua, không mua thì tham khảo xem cho vui. Đấy, thì đây là con kích cá điện tử của bác Cường ấy. Đấy, Cường ở Hải Phòng. Cường Mai. Đang kéo 3000W. Đấy, áp cao này. À, thấp đi. Chung này cũng chẳng cần test nhiều đâu, vì em test kỹ. Em đăng cho các bác có clip xem. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em. Cảm ơn các bác đã xem clip này nhé. Anh em cứ tin tưởng em là em sẽ làm hết mình luôn.